câu 28. Vâng, thưa cha, nhưng con không có cơ duyên làm công quả, thiếu phương tiện để làm phước, nhờ cha dạy con phải làm sao? Vì con nói không có cơ duyên, khi thương tự động con sẽ thấy có cơ hội để con làm, để phục vụ. Con nên tìm cơ hội để làm, chứ đừng để cơ hội tìm đến con. Con muốn đi mau, muốn sáng nhanh, mà con không chịu dọn gai gốc, thì con đi tự nhiên, con bị trì kéo thôi. Vì nghiệp trần còn nặng, thì làm sao con đi dễ dàng, khỏi bị khảo não, khỏi bị trì trệ, chậm trễ. Do vậy, con phải lo quá giải nghiệp lực bớt đi, bằng cách trả nợ nần, phục vụ quần sinh, lập công bồi đức, để vun bồi âm chất, dựng phước trừ nghiệp. Có vậy nợ trần mới nhẹ dần, nghiệp chướng tiêu bớt, con đi mới dễ. Nghiệp nặng thiếu phúc đức, con muốn tu tiến đi lên cũng phải chịu nhiều khảo đảo đắng cay, khó đi nhanh được. Còn con nói thiếu phương tiện để làm phước, cha nói rõ phải quan niệm công quả một cách rộng rãi phóng khoáng, không phải chỉ bố thí vật chất tiền bạc cho người nghèo khổ mới là công quả. Phải hiểu công quả bao la hơn là bố thí cái vật chất lẫn tinh thần, là cứu khổ, băm vui, là phụng sự giúp chúng sanh tiến hóa. Nếu con biết hơn, con sẽ thấy hay nhất là bố khí thanh điển, vì thanh điển sẽ giúp chúng sanh bớt nặng nề, ngu muội, đau khổ. Hằng ngày các con có thể ban rải những tư tưởng tốt lành, thánh thiện ra trong không gian để giúp những kẻ yếu đuối, tối tâm, ác trược được vươn lên. Đấy là cách bố thí rất hay và là công quả đó. Cách bố thí này nếu con luôn luôn hành trong mỗi ngày, con sẽ giữ được con thanh hơn. Đấy là con đã đem điện của mình vượt qua lớp khí trược dày đặc để đem lên tầng thanh điển của càn khôn. Nhờ vậy con được nhẹ nhàng, sáng suốt, phát triển nhanh thuận trí tuệ. Câu 29. Vấn: Bạch cha, chúng con thấy trong các bản đằng cơ hay nói tới tam công tứ lượng. Cha giảng cho con hiểu tam công rồi, nhưng con chưa hiểu tứ lượng là gì. Đáp: tứ lượng đây là tứ vô lượng tâm, tức là bốn hạnh cần thiết của người tu, tức là từ, bi, hỷ, xả. Bốn hạnh này gom lại thành một hạnh gọi là thương đó con. Con hiểu chữ thương cho đơn giản, vì có thương con mới có từ, bi, hỷ, xả được con. Tóm lại, bốn đức này gom lại chữ bi, và chữ bi của con phát triển chừng nào thì tứ vô lượng tâm phát triển chừng đó. Nói một cách khác, nếu con hành tròn tam công, tự nhiên con sẽ có tứ lượng trong đó rồi. Câu 30. Vấn: thưa cha, dạo này vì thời cuộc, vì hoàn cảnh khó khăn, chúng con rất dễ động loạn, khó công phu hành pháp, thấy nặng nề, lười mỏi, có khuynh hướng mê trễ. Ngoài ra, con thấy dễ bực nhọc, sân si, cáu kỉnh. Chúng con biết là lục căn trèo lên, nhưng không biết làm sao trị nó. Xin cha dạy chúng con cách nào. Hiện tượng gặp những khó khăn đó không? Vì hiện tượng trần trược khí rất dày đặc, đang bao phủ trần gian, con nào mở được huệ nhãn sẽ thấy được trược khí dương lên ngất trời. Trược khí khiến con nặng nề, loạn động, làm tối điên đảo, tâm tối điên đảo, và tất cả chúng con đều phải bị ô nhiễm, không nhiều thì ít, khó tránh khỏi. Do vậy, con nào chưa trụ được tâm, ý chí chưa vững, thì màn này sẽ khảo đặt. Trả lời câu 30. Con biết vì sao có hiện tượng gặp những khó khăn đó không? Vì hiện tại, tầng trụ khí rất dày đặc, đang bao phủ trần gian. Con nào mở được huệ nhãn, sẽ thấy trụ khí vươn lên ngất trời. Trụ khí khiến chúng con nặng nề, loạn động, tâm tối điên đảo,
và tất cả chúng con đều phải bị ô nhiễm không nhiều thì ít, khó tránh khỏi. Do vậy, con nào chưa trụ được tâm, ý chí chưa vững thì màn này phải đảo điên vì trược khí. Bị trược khí xung quanh tấn công, lấn mà chủ nhân ông thiếu ý chí, không chủ động được thì tự nhiên lục căn trèo lên khảo đảo, khiến chúng con sanh ra dễ bực dọc, cáu kỉnh, sân si, buồn chán, đau khổ, rồi làm điều sái quấy thôi. Dạo này các con ngồi công phu thường thấy nặng, thấy thiếu ý chí thì sẽ giải đãi, lười mỏi, hành lấy lệ. Hành pháp như vậy khó nhận được thanh điển rút đi lên. Khi bản thể chúng con không được bao nhiêu phần thanh thì chúng con phải thấy nặng nề, buồn chán, đau khổ, hoang mang, loạn động, bị lục căn làm chủ, và rồi có thể làm điều sái quấy để kéo phiền phức khổ nạn đến khảo đảo. Thế nên cha khuyên các con ráng siêng hành pháp luân cho nhiều trong ngày, càng nhiều càng tốt, để giải bớt trược khí ô nhiễm. Vì con làm pháp luân dẫn hơi thở là lúc con đem phần dương trong không khí vào dương quả bản thể con, vào dương quá bản thể con, cho con được nhẹ, được sáng. Dạo này trừ khí nặng nề, mỗi khi dẫn hơi thở, con không đem được bao nhiêu dương vô đâu. Cho nên các con phải ráng siêng hành pháp luân thật nhiều, mới mong giải bớt phần âm khí trong các con, để các con bớt khổ. Thêm vào đó, để các con làm chủ mình hơn và phấn đấu trì lục căn, các con hãy thử làm cách sau đây. Khi vừa làm, thấy tâm ý mình sao động, vọng động, buồn chán, lo âu hay cáu kỉnh, bực dọc, thắc mắc, tức giận người nọ, kẻ kia, bất cứ lúc nào trong ngày, con hãy lập tức cắt đứt ý nghĩ đang gây loạn động, hít hơi thật chậm và sâu, thở ra cho thật hết. Làm như vậy đến khi con chủ động lại hơn. Đang khi con hít hơi, con co lưỡi, răng kề răng, niệm Phật hay niệm danh cha, tưởng nơi trung tâm, bộ đầu, vừa niệm Thượng Đế, vừa tưởng mình hợp nhất với Thượng Đế. Mình là Thượng Đế, đang cai quản cái bản thể này. Rồi ở ngôi vị Thượng Đế, con bắt đầu nghĩ chúc phúc cho tất cả chúng sanh trong bản thể con, chúc phúc cho lục căn, vì chúng con đang chịu nặng nề, tối tâm, đau khổ, nên mới nổi loạn, dấy động, do thiếu phần thanh, phần sáng. Con nghĩ con ban hồng ân cho nó, ban sự sáng suốt cho nó, rồi luôn luôn bằng tư tưởng, con khuyên dạy nó, khuyên nó phải tiến hóa, giáo dục nó phải theo ý chí sáng suốt của chủ nhân ông, để được mau thoát dòng trầm luân đau khổ. Con nói chuyện với nó bằng tư tưởng như người cha nói chuyện với những đứa con nhỏ dạy, thì con dùng tư tưởng rầy dạy nó. Nếu hàng ngày con biết làm thường thường công việc giáo dục và chúc phúc như vậy, thì chắc chắn lục căn của con sẽ được huấn luyện thuần thục dần dần, cho đến khi nó chịu quy phục và nghe theo ý chí sáng suốt của chủ nhân ông. Cách dùng tư tưởng hợp nhất của Thượng Đế, rồi ban ơn giáo hóa dẫn liên tục, căn này rất hay và rất hiệu nghiệm. Nếu con chịu khó chú tâm thực hành bình thường, không biến nhát, giải đãi, buông trôi, con làm cách này để quá độ lục căn rất tốt. Vì khi con dùng những tư tưởng tốt lành, rõ rệt, mạnh mẽ để dạy răng, giáo hóa, nói chuyện với lục căn một cách nghiêm túc, thì lúc ấy tư tưởng tốt lành mạnh mẽ của con sẽ phát lên luồng thanh điển để kéo lục căn lên chỗ sáng hơn. Con nào có trình độ quậy nhãn, con sẽ chứng nghiệm hiện tượng lục căn trần nghe chủ nhân ông thuyết pháp. Đây không phải là điều tưởng tượng,
Vì sự hiện diện của lục căn, lục trần trong bản thể con người là một sự kiện hoàn toàn có thật. Con nào cũng có thể chứng nghiệm thấy được cảnh này khi nó có trình độ huệ nhãn. Các con, ai cũng vậy, từ trong nặng đi ra nhẹ, từ trượt đi lên thanh, thì chắc chắn có sự trì kéo rồi phải phấn đấu với lục căn, lục trần. Nhờ chỗ phấn đấu với sự trì kéo này, con mới học trao luyện ý chí, mới có bài cho chúng con học để tiến hóa. Chúng con cũng như con nít thôi, chúng nó cũng như con nít thôi. Thế nên nếu con biết răn dạy giáo hóa, khuyến nhủ nó luôn luôn bằng những tư tưởng tốt lành, chắc chắn dần dần con sẽ chịu ảnh hưởng, nó chịu tu tiến theo con. Con hãy nhìn gương những con thú trong gánh xiếc, chúng hung dữ ngu muội, nhưng rồi con người vẫn thành công trong việc chế ngự chúng và hướng dẫn chúng hành động theo ý muốn. Ấy là vì con người đã chuyển tâm, luyện chịu khó dùng ý lực của mình để dạy dỗ huấn luyện nó luôn luôn. Lục căn lục trần của con cũng vậy, nếu con không trông mong săn sóc giáo dục nó, dùng ý lực huấn luyện nó thường xuyên để nó lấn áp, nghe theo nó luôn luôn, không dạy, không khuyên, không la rầy nó, hoặc dạy một ngày rồi bỏ quên nó 10 ngày, thì tự nhiên nó không nhớ những lời dạy của con, và rồi lại quan ma đàn hư đốn, leo lên nắm quyền phát sạc lại con thôi.